Tôi vốn không sinh ra ở Hà Nội, nhưng lập nghiệp và sinh sống nơi đây. Hà Nội đối với những người nhập cư như tôi, vừa thân quen, vừa lạ lẫm. Thân quen bởi đã gắn bó với nó được chục năm, còn lạ lẫm bởi không biết được nhiều cuộc sống của người Hà Nội xưa kia ra sao. Và tôi quyết định tìm hiểu, bắt đầu từ những con phố cổ giản dị. Bao nhiêu năm đi trên những con đường này, vẫn nghe mọi người nói Hà Nội gắn liền với phố nghề, làng nghề và được gọi với cái tên Hà Nội 36 phố phường, hàng gạo, hàng đường. Tôi cứ thắc mắc hoài tại sao người xưa gọi các phố cổ bắt đầu bằng chữ hàng. Và khi đọc sách, tôi mới vỡ nhẽ, nơi đây ngay từ thời Lê, các phường thợ đến đây hành nghề và buôn bán. Mỗi một phố là một phường nghề, vừa gia công vừa bán những sản phẩm của mình. Và từ đó đã có tên phố như bây giờ. Cà phê Đinh là địa điểm yêu thích của tôi hồi còn là sinh viên. Đến đây có không khí của phố cổ, vừa để ngắm phố phường Hà Nội, ngắm Hồ Gươm trăm tuổi và cũng là nơi để đọc sách. Chủ quán là bà Bích đã mất, nhưng hình ảnh bà đã trở thành một phần ký ức đẹp của quán về Hà Nội xưa, về những người con gái Hà Thành nền nã, khéo léo. Bố bà Bích là ông Giảng, người chủ thương hiệu cà phê Giảng từ thời Phát thuộc. Cháu cũng hay ngồi ở đây nhưng mà hôm nay thì mới có dịp được nói chuyện với bác. Cháu cũng đang đi tìm hiểu về những cái cuộc sống của Hà Nội cổ ngày xưa. Bây giờ những cái phố nghề và làng nghề thì chắc gia đình của mình cũng ở đây lâu rồi đúng không ạ? Bác đã sống ở đây lúc mà Hà Nội trong vùng tạm chiếm. Bác là người đã chứng kiến thực dân Pháp bắt đầu rút qua cầu Long Biên. Ngủ ngay trước cửa nhà bác, xe nhà binh đỗ đây và lính Pháp cũng nằm đây, ngủ tại đây. Cháu cũng rất là muốn bác chia sẻ cho cháu về những ký ức ngày xưa của những cái phố nghề Hà Nội như là phố Tô Tịch, phố Hàng Mã với nghề mặt nạ bồi, rồi là phố Hàng Bạc hay là con phố áo dài. Bác ở cái phố này lâu năm, cho nên là những cái phố cổ mà quanh quanh Hà Nội đây thì bác biết khá nhiều. Ví dụ những cái phố Tô Tịch ngày xưa là chuyên tiện các cái đồ thờ. Riêng cái tuổi của bác thì lại hay sang đấy để mà người ta tiện cho những cái con quay bằng gỗ này, bằng sừng này. Hàng Mã là cái phố mà rằm Trung Thu thì trẻ con thì chỉ thích lên Hàng Mã chơi thôi. Đến bây giờ bác lớn tuổi rồi mà thỉnh thoảng vẫn phải đưa cháu lên đấy chơi. Vì đấy nó nhiều cái ký ức lắm. Cháu quan sát thấy trong quán của bác có những ảnh của bác gái mặc áo dài ngày xưa rất đẹp. Người phụ nữ xưa ấy, thì đặc biệt là họ trong nhà thì mặc áo cánh, đi ra đường thì đều mặc áo dài hết. Thì bác cảm thấy này, cái áo dài bây giờ và áo dài ngày xưa nó không có thay đổi gì bao nhiêu. Đấy, nó chỉ có thay đổi về chất liệu thôi. Còn mẫu mã kiểu cách thì cũng chỉ có thay đổi cái cổ một tí chút thôi. Bác gái nhà mình thì thường là bác đưa bác đi may áo dài ở đâu ạ? May áo dài, Phố Lương Can thì nó gần đây thôi. Câu chuyện của ông chủ cà phê Đinh gợi cho tôi nhiều về một hình ảnh đẹp và bình yên. Tôi yêu tà áo dài bởi ngay từ khi ngồi học trên ghế nhà trường đã có dịp tiếp xúc với những bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ mỹ thuật Đông Dương vẽ thiếu nữ Hà Nội trong tấm áo dài mềm mại, quyến rũ. Tà áo dài duyên dáng và thanh lịch của thiếu nữ Hà Nội hiện lên trong tác phẩm văn học của Khái Hưng, Nhất Linh, thấm đượm cái không khí lãng mạn, một hoài niệm đẹp của thời xa vắng. Đẹp nhất là các thiếu nữ mặc áo dài thả bộ trên hồ, tà áo dài chấm gót mềm mại, lung linh như đã lan truyền sang cả sóng hồ, gợi nên cái đẹp man mác trong gió thu ùa về. Suy nghĩ miên man về những gì xưa cũ, bước chân của tôi đã đến con phố nơi tập trung nhiều hiệu may áo dài nhất của Hà Nội trong năm tháng trước kia. Đến nay, khi nhắc tới phố Lương Văn Can, nhiều người và nhất là trẻ con chỉ nhớ là phố đồ chơi. Đồ chơi do Việt Nam sản xuất hay nhập từ các nước sang, đủ loại, cái gì cũng có. Xen lẫn các cửa hàng đồ chơi, còn lại một số hiệu may áo dài. Người có công đưa thương hiệu may từ làng quê ra kẻ chợ là ông Lý Khoan, mọi người hay gọi ông là Phó Dùi. Ông mở cửa hiệu có tên Mỹ Trạch, nay hiệu may không còn nữa. Tôi tìm đến hiệu áo dài Vinh Trạch của ông bà Lê Thị Quyến, Lê Thành Vinh ở số 23 phố Lương Văn Can, đã làm nghề ngót 50 năm. Bà Quyến đã làm nghề may áo dài từ khi là cô gái 12 tuổi. Ông Vinh, chồng bà, cũng là người trong nghề. Sau này, 7 người con của ông bà vẫn nối nghiệp bố mẹ. Con chào bà. Bà ơi, hiệu áo dài của mình rất là dạo này có đông khách không ạ? Cũng cứ bình thường đấy thôi, là vì người ta không phải nghề, người ta nghỉ hết rồi.
mình nghề là mình không cứ bám trụ mà làm. Con có đi dọc phố Lương Văn Can thì thấy là có một loạt những cái hàng áo dài, hàng nào cũng có tên là Trạch, không hiểu là cái tên này xuất phát từ đâu bà? Làng tôi là làng Trạch Xá, từ xưa ấy rồi là khâu áo dài. Nhà bà thì một mình bà làm nghề? 4 đời rồi, đời bố cũng làm, ngày xưa là không phải ai có cửa hàng đâu. Như nhà từng là các cụ phải đi làm thợ. Bà học nghề từ ông ạ? Không phải học nghề từ ông đâu ạ. 11, 12 tuổi đi học về thì đi học, nhưng mà vẫn cứ phải cầm mấy kim, vẫn phải khâu. Thế là nó, nghề nó ngấm vào người mình lúc nào không biết. Trước đây là cả phố mình làm nghề áo dài ạ? Cũng ít nhà làm thôi, nhưng mà nghĩa là ở đây là nhiều thôi. Áo dài của hiệu nhà mình ngày xưa may ấy, thì nó khác bây giờ nhiều không ạ? Khác chứ, bây giờ mình là nó phải theo thời. Ngày xưa thì phải may áo liền vai, có vạch con. Thế rồi thì là tà to, tờn phá cách này này. Thí dụ như là các cái không cổ là coi như là nó khác đi. Chất liệu khác chứ, ngày xưa đa số hàng gọi như là lụa Hà Đông, nhưng mặc nó dễ đẹp hơn bây giờ. Bây giờ thế này hoa hết nhiều, ngày xưa chỉ có hàng thêu đó. Không biết là áo dài miền Bắc và miền Trung, cái áo dài miền Nam thì có gì khác nhau không ạ? Khác chứ. Áo dài miền Nam là như bây giờ là miền Nam này, giác lăng này này. Kiểu miền Bắc ngày xưa may kiểu liền vai, tà nó to này, nhưng từ khi giải phóng đến bây giờ thì mới chuyển sang các cái áo này. Đây, áo này là áo giác lăng. Chứ bây giờ đa số người ta chỉ may áo giác lăng, ít người may miền Bắc. Hà Nội gắn liền với phố nghề, làng nghề. Chính vì thế tôi muốn về Trạch Xá, nơi có những nghệ nhân lên đất kinh kỳ làm nghề. Làng Trạch Xá thuộc xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, có nghề truyền thống may áo dài từ rất lâu đời. Người dân trong làng luôn ghi nhớ những câu chuyện được truyền tụng trong dân gian về một bà tổ nghề Nguyễn Thị Sen, thứ phi của vua Đinh Tiên Hoàng. Bà đã truyền nghề cho dân làng, để rồi nghề may được cha truyền con nối, trở thành nghề truyền thống của làng. Tôi tìm đến anh Nghiêm Văn Đạt, một trong những thế hệ trẻ được phong nghệ nhân. Gia đình anh có 8 anh em, trong đó có tới 5 người theo nghề may. Thuở còn học vỡ lòng, anh đã bắt đầu vào nghề. Năm lên 12, 13 tuổi, anh theo bố đi lên Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang để mưu sinh. Có khi rằm tháng, nửa năm, lâu thì cả năm mới về nhà một lần. Anh tâm sự với tôi, hầu hết những người theo nghề may, phần vì truyền thống cha truyền con nối, một phần vì ham thích yêu nghề mà theo. Đây là những cái sản phẩm áo dài mới của nhà mình ạ? Đây là toàn bộ các cái sản phẩm nghề truyền thống của làng. Ngày xưa nó chỉ có cái áo cổ truyền thống thôi, bây giờ thêm các cái cổ lá trầu hoặc là cổ tròn, rồi là cổ thuyền. Anh Đạt học nghề là từ ai ạ? Nghề của quê anh là cha truyền con nối. Bọn anh cứ thường hay nói đùa vui là khi gọi vẫn trong bụng mẹ đã biết cầm kim rồi. Mới đầu là cầm kim, học ngồi duỗi, rồi là học luôn, rồi học đơm khuy, rồi học cắt. Mình cứ học theo cái quy trình đấy là mình làm. Đời ông anh cụ làm nghề may ở trên Bắc Linh, Bắc Giang, khâu thuê. Đời bố anh thì làm chủ cửa hàng Bắc Sơn. Khi bố anh mất thế là cả gia đình về quê đều làm nghề này. Em có đi tìm hiểu các con phố thì là trên phố Lương Văn Can có rất là nhiều những cái hàng áo dài. Cửa hiệu áo dài đấy chắc là nó cũng bắt nguồn từ làng Trạch Xá mình. Trước đặc thù ở Trạch Xá là 100% là làm nghề áo dài ở các cái phố cổ. Ví dụ như Lương Văn Can, rồi là cầu gỗ, rồi là hàng bông, hàng gai, rồi chợ mơ. Hầu như là cửa hàng nào cũng đề gọi là chữ Trạch đấy. Cái công đoạn may áo dài thì cái việc cắt áo dài nó là cái việc quan trọng nhất đúng không anh? Đo một cái áo dài phải thật chuẩn, khi mình làm thì nó lên cái áo dài rất đẹp. Đấy, kết hợp với cả những người gọi là nghệ nhân mà cắt cái áo dài này cũng phải biết cách cái thứ nhất ra giảm sao nó phù hợp. Ngày xưa các cụ như anh đi làm cái này là không có công thức cắt chia, nhưng chỉ có đẩy thước thôi. Nhưng đến thời bây giờ thì xã hội nó phát triển thì bọn anh cũng theo cái công thức mà bọn anh làm sao cho cái áo thật đẹp. Bây giờ anh dẫn sang chỗ xưởng mấy chị em và các cháu làm, đến trẻ là toàn trai làm nghề. Còn con gái thì ít lắm, có nhưng mà cũng không đáng kể. Công việc bận rộn nhưng anh vẫn nhiệt tình dẫn tôi đi xem những bí quyết may áo dài. Người Trạch Xá có tiếng, có đường may, cách dựng áo dài riêng không lẫn vào đâu được. Mặc dù vậy, nghề may áo dài vẫn phải là người có tính cẩn thận, tỉ mẩn trong từng đường kim mũi chỉ. Khâu cái áo mà để mà đẹp mà mềm mại thì là phải dùng gọi là khâu tay, nó mới đẹp, này nó mới uyển chuyển. Thường mà công đoạn này là các cô bé như này làm ạ? Có gia đình là vừa cắt, vừa máy và vừa khâu hoàn thiện cái áo luôn.
Có chỗ thì là chỉ có khâu không, có chỗ thì người ta lại chỉ có chuyên cắt và chuyên nắp giáp. Cần cái sự khéo tay, em thấy là cô bé khâu rất là nhanh và chính xác. Đường may này nó thể hiện cái sự tinh tế của cái tà áo dài, đúng không? Đặc thù ở cái luôn của Trạch Xá này là dùng tay dọc để khâu. Thế cho nên là cái áo nó rất mềm mại, rất đẹp mà lại rất thẳng. Đường kim mũi chỉ thì nó cứ kiểu như trứng nhện, nó đều tam tác. Còn các nơi khác thì họ dùng cái tay ngang. May áo dài thì không khó, nhưng để đẹp và trở thành thương hiệu thì không dễ chút nào. Nghề may áo dài của làng Trạch Xá đã đem lại mức thu nhập ổn định cho người dân. Mỗi nhà một bí quyết, người cao tuổi truyền lại cho giới trẻ. Bởi vậy mà tinh hoa ngàn đời được tích tụ lại, được nhân rộng với sự sáng tạo để mang đến những tà áo dài, khoe nét duyên dáng tuyệt vời của người phụ nữ. Như cái áo ở đây để mà làm kỹ thì bắt buộc các người thợ người ta phải lược. Cái thứ nhất là lược này để làm sao giữ được cái vải dưới với vải trên, để làm sao nó không xô. Thì khi xong người ta sẽ máy cái ly, nó không chạy. Đấy. Ngày xưa các cụ ở quê hương anh ấy là chuyên khâu tay. Thế cho nên là tất cả các cái đường hò, đường hiếc là đều phải khâu tay tất. Những cái đường mà nó chạy song song theo cái các cái đường vanh kia nó là đường hò của cái áo. Xong cái công đoạn lược này thì bắt đầu người thợ người ta sẽ đưa lên máy, người ta máy các cái ly eo, cái ly sườn. Xong bắt đầu người ta bổ khóa ra. Chị đang cắt kéo dài này, em thấy tà rất là rộng, giống như là dáng váy đúng không? Mà nó mỏng này. May là may váy cô dâu đó. Cái áo dài này nó là thuộc áo dài chữ A, cắt theo kiểu mẫu váy, nhưng mà trên là áo dài. Đến làng Trạch Xá mà không qua nhà nghệ nhân Lê Văn Xếu thì thực sự thiếu sót. Cụ không chỉ là người cao tuổi mà còn là người nổi tiếng về may áo lụa cổ cho các vua chúa. Năm nay cụ đã 90 tuổi, nhưng cụ vẫn may áo, vẫn nhớ như in về kỷ niệm xưa. Năm 13 tuổi, cụ được gia đình cho theo học nghề. Cụ nhớ về một thời cơ cực gian truân, một mình phải lặn lội xuống Hà Nội kiếm việc làm nuôi vợ con, làm thuê cho 7-8 chủ hiệu may ở Hà Nội mà chẳng ăn thua. Trong cái thời nghề may ế khách, không đủ mưu sinh, cụ phải bỏ sang nghề đạp xích lô hơn 2 năm để kiếm sống. Tôi là vào nghề thì lâu rồi, thế nhưng mà có thể nói như làng tôi cái tuổi mà già như này mà vào nghề lâu thì hiếm lắm, không có đâu. Cụ ơi, thế là những cái cửa hàng của cụ ngày xưa ở trên Hà Nội thì là trên phố nào ạ? Ở Lưu Văn Can thì trước ở đây tôi làm ở đấy mãi 2-3 cửa hàng ấy, Đông Trạch này, Mỹ Trạch này, rồi là Phúc Trạch này. Anh em trong làng mà làm với nhau. Ở quê thì thường thường là con trai là được đi học nghề. Ngày xưa là không có phải là phương tiện đi mà toàn đi bộ. Hoặc đấy xa thì chị em người không đi được. Thế là ra Lương Văn Can rồi các cái phố cổ, cụ nào cũng mở một cả hai cái cửa hàng. Từ hàng cân đổ xuống, nếu mà mở cửa hàng thợ may là đều ở Trạch Xá. Cụ ơi, sau năm 54 là cụ còn tiếp tục làm nghề may ở trên phố Lương Văn Can không ạ? Vâng, vẫn làm. Cái nghề may của chúng tôi nó thăng trầm lắm. Có thời kỳ làm không có việc, có thời kỳ thì vắng việc lắm. Thời điểm nào thì cái con phố Lương Văn Can ấy, cái nghề may áo dài nó phát triển thịnh nhất ạ? Từ năm 50 đến năm 60, thời kỳ thì nhiều việc lắm. Cái thợ may chúng tôi thì có những ông chủ 30-40 người làm, nên là tức cả ngày cả đêm làm. Không như bây giờ cái kiểu này đâu. Áo dài thì nó kiểu cổ. Trước đây thì là ngắn, thế sau này mặc dài. Cái loại gấm miếc mới nhung như này, những cái tầng lớp quý phái ta mới mặc chứ còn người dân bình thường lao động không mặc mấy đâu. Đây là những áo cụ mặc ngày xưa đây ạ, ở trong ảnh đấy ạ. Bây giờ đấy, mặc áo cộc. Cụ Xếu là người còn sót lại trong làng là biết may trang phục truyền thống của người Việt xưa như áo cặp, áo the, áo hầu, áo trầu. Những bộ áo cặp, áo tế được cụ tự tay may vẫn còn giữ nguyên vẹn. Cụ kể với tôi rằng xưa áo lụa quý lắm, chỉ có quan lại người giàu mới có để mặc. Hỏng chỗ nào là người ta đem đi phục chế chỗ đó. Một trong những khách hàng thân thiết với hiệu may áo dài ở Lương Văn Can chính là người vợ của cố nhạc sĩ Văn Cao, bà Nghiêm Thúy Băng. Bà vẫn sống trong căn nhà nhỏ ở phố Yết Kiêu. Ngôi nhà còn lưu giữ rất nhiều ký ức về người chồng tài hoa của bà. Là người phụ nữ gốc Hà Thành, được thừa hưởng nhan sắc từ người mẹ. Năm nay,
Dù đã bước sang tuổi 85, nhưng gương mặt bà vẫn còn lưu lại những nét đẹp xưa của một giai nhân Hà Thành. Bà Băng cũng như nhiều thiếu nữ Hà Thành khác, xưa trong tủ quần áo có hàng chục bộ áo dài, vì thời đó hễ ra khỏi nhà là phải mặc áo dài. Áo dài là trang phục thường ngày của các thiếu nữ khuê các thời bấy giờ. Con gái ngày xưa đi xe đạp mà mặc áo dài là đẹp nhất. Thế là cái hình ảnh tà áo dài gắn liền với cả cái quang cảnh của Hà Nội xưa. Bà Băng còn nhớ là bà hay may áo dài ở đâu không ạ? Cái hiệu Đức Trạch ở phố Lương Văn Can ấy. Bây giờ không biết có còn không, vì đời con, đời cháu của ông Đức Trạch ấy là xa lắm rồi. Cái tà này Đức Trạch may đấy. Nó không bao giờ nó rộng như ở Huế. Nếu mà tôi mặc mà như cái kiểu Huế là phải thêm ra 15 phân. Thì hai cái vẹt sau và vẹt trước nó cắn vào nhau, nó giống hệt cái váy. Thì là người ta có thể là mặc ở trong là váy, ở ngoài là áo dài. Thế là nó kín hết cả. Còn áo dài của Hà Nội thì lại ngắn hơn ạ? Ngắn ít nhất nó phải hở để thấy được cái quần trắng 10 phân. Năm 54 về Hà Nội này, chúng tôi lại thích là thỉnh thoảng mặc áo dài trắng, mặc áo dài lam được. Đôi khi lại thích cái màu tràm. Câu chuyện của bà Băng làm tôi nhớ về ngày giải phóng thủ đô. Các thiếu nữ Hà Nội trong tà áo dài duyên dáng, cầm bó hoa tươi thắm với gương mặt rạng rỡ, nụ cười, ánh mắt, tay vẫy, những giọt lệ mừng vui đón đoàn quân chiến thắng trở về. Một tà áo tím hay vẻ lâng lâng của màu áo trắng như tung đùa trong sắc xanh cây lá. Ngay giữa cái ồn ào tấp nập đua chen, tà áo dài cũng mang lại sự thanh thản trong cuộc sống bộn bề lo toan. Hình ảnh nữ sinh trường Đồng Khánh, Trưng Vương mặc áo dài, tết tóc đuôi sang tạo nên vẻ trắng trong và thuần khiết. Áo dài được người phụ nữ yêu mến vẫn là lễ phục quan trọng trong những dịp đặc biệt, các dịp hội hè, lễ Tết. Sự truyền giao bao thế hệ, sự cộng hưởng ở nét đẹp ngàn đời làm cho tà áo dài Việt sống mãi với thời gian. Người phụ nữ thứ hai cũng là khách hàng thân thiết của hiệu may Mỹ Trạch nổi tiếng một thời, đó là bà Bích Ngọc, một giáo viên dạy văn. Bà Ngọc trông trẻ hơn tuổi 80, gương mặt vẫn còn mặn mà, sắc sảo của người con gái khuê các đất Kinh Kỳ xưa. Bà cất giữ nhiều tấm ảnh thời thiếu nữ, mỗi tấm ảnh như vật chứng của ký ức về Hà Nội. Những ngày chưa xa lắm, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí bà. Phụ nữ ngày xưa ấy mà, thì không ai mặc áo cộc ra đường cả. Từ khi bác 3-4 tuổi đã mặc áo dài rồi. Hàng năm là đầu mùa may áo hè, cuối mùa hè lại may áo rét. Nhưng mà không mấy khi phải đến hiệu đâu. Ngày xưa ở cái phố bây giờ gọi là Lương Văn Can ấy, vì ngày xưa là phố Hoàng Quạt, thì có hiệu may nổi tiếng là hiệu may Mỹ Trạch. Cái ông Mỹ Trạch thì ông già, nhưng mà ông cắt áo rất đẹp. Thế thì cứ khoảng độ trung tuần tháng 10 giờ ra đó là cho người đến gọi ông ấy. Thì ông đi với một cái cậu nhỏ học việc nữa, là mang sách, mang sổ đến, mang thước, mang kéo đến. Thế là đo cho cả nhà. Mà may của ông Mỹ Trạch thì có cái đặc biệt thế này. Ông may rất khéo, không phải thử, mà mặc rất đẹp. Đấy. Thế thì cái áo dài ngày thường với áo dài ngày Tết nó khác nhau gì không? Khác chứ. Áo dài ngày thường thì mặc theo mùa. Lụa ngày xưa nó có piêu xoa, tơ tầm. Nó nhẹ lắm, cả cái áo dài vơ lại chỉ bằng cái khăn mình xoa thôi. Thế mùa hè thì may những cái loại như thế, hoặc là vân. Có khi thì may sa, có khi thì may lụa. Mùa đông thì may nhung, may len, may dạ bông tự. Ngày xưa các cụ già thì như mẹ bác ấy, thì các cụ không mặc vét, mà các cụ mặc áo bông trần từ đầu đến chân, mỏng bông thôi. Thì mặc cũng ấm lắm, thế mà nó cũng nhẹ nhàng. Ngày xưa là bác mặc áo dài mà cổ tròn chiếc ly. Cái này từ năm 15 tuổi đã đi phụ dâu đây này. Bé lắm. Đâu, bác Ngọc đâu ạ? Bác đây này. Vâng. Này, mặc cái áo len caro. Thì con gái thì chỉ đeo dây mới đeo kiềng thôi. Chứ các bà thì đeo hạt. Thường thường một người phải có 5-7 cái khăn san mỏng, các thứ màu. Thí dụ mặc áo màu hồng,
thì lại phải đi mấy cái khăn xăn trắng hay là màu xanh phớt. Đấy. Thế mặc áo màu xanh thì phải đi mấy khăn vàng. Thầy có một cái ảnh này như là ảnh cưới của bác đúng không ạ? Ừ, đấy, ảnh cưới của bác đấy. Đấy, mặc cái này, cái gấm nền đỏ vàng trắng mới lại phơn phớt nâu. Thời ấy là mặc gấm, thường là mặc gấm thất thể, tức là bảy màu. Hoặc là mặc gấm Tây thì nó thường nó có 3-4 màu thôi. Thế thì ngày cưới mặc áo khác, hôm sau nhị hỉ mặc áo khác, đi chào họ hàng lại phải mặc áo khác. Thế bộ áo dài này là cũng may ở nhà Mỹ Trạch ạ? Nhà may nhà Mỹ Trạch đấy. Vâng. Thế là gia đình mình là chỉ may áo dài ở nhà Mỹ Trạch đấy ạ? Như thế là cái dòng họ nhà Mỹ Trạch là làm đến bây giờ là con cháu ông ấy là phải là đến đời chắc rồi đấy. Thế còn bây giờ những cái Mỹ Đông Trạch mới lại cái gì Trạch đấy thì là toàn là về sau. Ngày xưa đây là phố Hàng Quạt, mà phố vắng thôi, hai bên chỉ lác đác có cửa hàng mà phần lớn là 2-3 hiệu thợ may. Thế có hiệu nổi tiếng nhất là hiệu Mỹ Trạch. Đây là đây đúng không ạ? Đây là đời thứ 3, thứ 4 rồi. Cái đời cũ là mất từ lâu rồi. Từ khi mà bác còn nhỏ cơ, 5-6 tuổi đã đến may áo ở đây rồi. Đó, chú ạ. Chào ông. Và thế ông xem có cái nào đẹp thì cho bác cháu tôi may một cái. Dạ vâng, xin mời bà. Bác Minh Ngọc có thấy là áo dài bây giờ khác với ngày xưa nhiều không ạ? Ừ, áo dài bây giờ thì các ông may thì nó nhiều kiểu lắm. Vâng. Nhưng mà tôi vẫn thấy cái kiểu ngày xưa là đẹp nhất. Áo như bà vừa nói là nó phải ngang canh thẳng sợi, khuy đơm viền đột. Hàng bây giờ thì nó có phong phú hơn. Vâng. Nhưng mà chất lượng là kém hơn. Kém. Và cái lối mặc bây giờ nó cũng có khác hơn. Tôi thích may phải là nẹp rời. Dạ vâng. Mà khâu luồn. Đấy. Tức là ngả viền và luôn tà. Luôn tà. Bây giờ may đúng kiểu cổ truyền vẫn may đúng không ạ? Thì trừ trường hợp yêu cầu. Mà bây giờ nếu làm yêu cầu mà bây giờ phải nhờ phải có tức là cũ. Những cái tay của chúng tôi thì mới làm. Vâng. Lớp trẻ bây giờ người ta cũng làm được. Phải khâu tay. Nhưng mà người ta làm nó sẽ không được ưng ý như các cụ ngày xưa. Vâng. Ví dụ như là ngày xưa chúng tôi đơm một cái khuy áo của các bà ngày đúng xưa. Đúng rồi. Nhà giàu người ta còn ra hàng bạc. Người ta đánh 5 cái khuy bằng vàng, khuy chạm hoặc là khuy chai. Cái khuy người ta quý như thế mà chúng tôi làm cái khuyết nó không đẹp, nó đứt đi thì là mất của người ta. Thế bây giờ tôi muốn may như thế thì ông có thợ không? Chúng tôi sẵn sàng làm, đáp ứng nhu cầu của các bà. Mình chọn vải bác vâng. Nhỉ? Vâng. Bây giờ mời bà đi, vâng. Có các loại luôn. Thế tuổi tôi thì nó cũng khó chọn vâng. Lắm đấy. Vâng. Ngày xưa thì nhiều loại vải lắm. Vâng. Màu này đẹp lắm. Hàng sa tanh con cá, hàng sa tanh con nhạn. Tôi cũng đã được vinh dự phụ cho ông bác tôi làm cái áo sa tanh con nhạn. Rồi nó rắn, khâu xong á, cái tay nó mỏi. Ngày xưa là khâu luôn. Mặc lên đẹp lắm đúng không ạ? Mặc đẹp lắm. Tôi vẫn thắc mắc rằng thì là con cháu của Mỹ Trạch có giữ được nghề hay không? Con trai của Mỹ Trạch, hai ông thì, một ông thì không theo nghề. Một ông theo nghề nhưng mà ông ấy mất rồi. Cháu ông Mỹ Trạch có làm, cháu nội đấy, vâng. Có làm. Nhưng bây giờ chúng nó lại bỏ rồi, nó đi làm nghề khác. Bởi vì hiện nay là áo dài nó cũng đã tương đối là bão hòa. Chú ơi, thế là cái nhà may Đức Trạch này là có đây từ bao giờ ạ? Trước năm 1950, ông nội chú là mở cửa hàng trên Hàng Cân hiệu Đức Trạch. Đến năm 1953, chuyển xuống số 4 Lương Văn Can. Sau đó là chuyển sang bên này. Hồi trước là bao nhiêu cửa hàng ông nhỉ? Sau năm 54 được giải phóng thủ đô thì ở phố này có 2 cửa hàng. Ở đây nhà tôi là Đức Trạch. Dưới cái ham 2 là ông bác họ bên ngoại nhà tôi là Đồng Trạch. Sau đó thì những cái năm 90 mới đầu mới phát triển nhiều. Còn đến thời xa xưa những cái năm 45 là ông cụ Mỹ Trạch ở bên này là độc vị có một mình cụ thôi. Ngày nay áo dài của các hiệu may phố Lương Văn Can đã cách tân nhiều, kết hợp phong cách vừa truyền thống vừa hiện đại cho phù hợp với từng lứa tuổi và từng phong cách của mỗi người. Mặc dù kiểu dáng có thay đổi, nhưng áo dài vẫn mang một vẻ đẹp tinh tế và uyển chuyển. Câu chuyện nghề may áo dài của ông Cánh về những hiệu may gốc của phố Lương Văn Can đến những câu chuyện của bà Băng, bà Ngọc đầy ắp hoài niệm về quá khứ của con phố nơi đây đã cho tôi hiểu thêm phần nào về người dân phố nghề, về một Hà Nội xưa.